Rồi, té bé người Pháp rồi. Ok ơi. Trời ơi, sao ngồi cái tướng kia vậy? Chị. Ngồi cái tướng kia vậy? Chị. Trời ơi, ngồi cái tướng kia. Chị đâu? Chị đâu? Đâu rồi, chị đâu, chơi với chị đi. À, giỏi quá, lịch sự quá. Nhiều mồ hôi lắm. Chà chà chà, em bé ơi. Chà chà chà, em bé ơi.